Mal am Kontakt. Hello, và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả các bạn đang đến với kèo giao hữu 2-2 đang đứng giữa team Game TV và team Thái Bình. Đây cho quân trong buổi sáng hôm nay bên phía team Game TV gồm có game thủ 18 và game thủ Việt Nam. Và team Thái Bình bây giờ là game thủ 97 và 9 đích công. Đây là trận thiếu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên. Màn máy các bạn đang xem đấy là Panran trong tay game thủ 98 và Bùi Phương Nam là người được cầm Persian. Đây, đó là Pan Per trong trận thiếu này dành cho cặp đôi của Game TV. Còn rất tuyển như đội bạn là Per và Egypt. Cũng không phải là những bạn quần dễ chơi. Bạn đã một chút. Rogan. Và chúng ta hãy cùng trở lại với trận đấu này thôi. Đây là Persian thì thủ Việt Nam đang có một bầy yêu. Và 3 con voi, bài có vẻ ok đấy. Con voi đầu tiên đưa về chính và giết thịt rồi. Bây giờ sẽ cầu tiếp những con voi này về và có bãi quả phụ. Và Per đang mắc binh về đầu ăn. Hy vọng Việt Nam sẽ có một trận kích sớm để chém hai nhà bên phía team AV Thái Bình gồm có U97 và 9 đi công. Đội bạn cũng có một Persian trong tay thủ 9 đi công. Một kèo này nếu xét đúng thực lực ra thì cao đôi phía team GTV đánh giá là yếu hơn. Rồi đây là con voi thứ hai được Nam đưa về một chiếc như mình. Ok, tiếp kế chiếc hết đầu tiên thôi. Lùa bầy yêu này về và cầu tiếp con voi 3 về nhà chính. Ngoài cầm Per đưa voi về nào. Và con voi thứ 3 được game thủ U98 đưa về với nhà chính như mình. Xin lỗi dành cho game thủ U98. Đây là màn máy game thủ U98 Pan đi ra. Cũng có một voi và bầy hiêu. Không biết đã có quả phụ hay chưa. Bài Pan này bầy hiêu có 6 con và báo về U98 đã có quả phụ đây rồi. Ngay gần nhà luôn. Bắt đầu xả thịt bầy hiêu này. Chiều nay là kèo gì Nam nhỉ? Chiều nay á? Mọi người báo về chiều này Game TV full đánh Thái Bình nhỉ? Nghe vẻ không đúng thì phải. Vài hai quả phụ để cho thủ 98 vài rất đẹp nhá. Được đấy. Vậy phải xem hôm này một tí đã. Ok, chào anh Phạm Đức Lợi, hello anh. Hải dậy sớm cho em. Qua về 1:30, 2 giờ bắt đầu ngủ mà. Mày dậy sớm đi bình luận. Phê lắm. Và một bãi quả phụ 5 cây ở đây thì chúng ta vẫn lên đời xong. Còn nguyên lực bãi quả phụ ở trên hướng này góc 12 giờ cũng là 5 cây nữa. Thêm một chiếc nhà bây giờ nữa để khai thác bãi quả này. Chém cái nhà về phía đối phương. 19/20. Và một Nam đã người lên đời hay chưa? Em là máy game của một Nam đang đóng BB rồi. Hai nhà cùng ăn chung một cánh rừng. Hai anh em rủ nhau ăn chung cánh rừng dừa này. Hai một Nam thì là 3 voi hiêu đầu 4 bãi quả phụ. Và chuẩn bị đóng nhà điều kiện rồi. Báo về đội bạn hai nhà cùng đánh chém cả Egypt và cả Persian. Đơn giản thì chúng ta là hai chém quá tuyển trong map la, đội bạn sẽ không tự tin đánh cùng với con Egypt kia. BL được thiết kế rồi, gỗ thì gần đủ. Đây sẽ là BM. Rồi bài sẽ kích 9 này cho anh thủ Bùi Phương Nam. U98 kích 9 hay chưa? Đây là bài này thủ U98. Và bây giờ đóng nhà BB. Bài này thì U98 sẽ kích ở trong 10 sớm. Đây là BL thiết kế 3 dân đóng này. Vẫn trong đầu 10 thôi. Còn đội bạn còn lên đời sớm hơn cả bên mình. Kinh thế hả rồi? Vâng, cả hai game thủ bên phía AV Thái Bình có lên đời sớm hơn cả các đôi của GTV trong trận thiếu này. Đây rồi, nông dân đối phương. Và trọng nông dân đội bạn đi.
một Egypt, em bên kia sẽ là Persian. Đang 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 có con ngựa giò đây, đang đợi công giáp con ngựa giò mình. Đây là hiệu của à, không vẫn còn mười hiệu lẻ nữa. Người đấy, Egypt này bắt đầu tổ chức công dân đi ăn vàng này. Tham gia là 24/24 để công thủ của Việt Nam. Vậy bóng chọc luôn. Rất nhiều nông dân ăn vàng dành cho tuyển thủ Thực Nguyễn, tức là U97. Bây giờ thì U97 cũng đã có ngựa giò mình ở đây rồi. Các bạn đấy chút để gọi nước cho mấy ông này đánh cho nó khỏe đây nè. Yếu quá. Redkit, Papadakis. Glory, Alamaz, Redkit, Papadakis. Alamaz. Yuri, Alamaz. Rồi lên đời xong một và xin tung tê để bắn vào bãi vàng của đối phương. Bài mà Egypt của đối thủ U97 đang có khoảng 6 nông dân ăn vàng đây. Nghĩa vụ Nam đang ăn người nhiều nơi tươi. Đang có tung tê bắn vào rồi. Bắn công một nhà BP vào đây luôn cho nó chắc. Và những con tung tê đã bắn vào đây khi mà đối thủ U97 vừa mới lên đời thôi. Và có nhựa giò cho lạc đà ra chơi luôn làm sao. Bướng này ơi. Rồi chết cả cung tê và chết cả ngựa giò. Ăn thêm mấy nhiều nữa thì nhiều của Việt Nam và lạc đà đang sắp đều. Cố gắng lên nào. Để ông Phi vừa hiểu. Rồi các bạn có lạc đà chấn thương ngựa giò của Việt Nam rồi. Máu 2 nó tạm được lạc đây. Thêm một chiếc nhà bếp nữa. Chưa thì có phụ thủy xin ra. Phụ thủy hơi lâu đấy. Chiếc lạc đà các bạn là kiểu gì có phụ thủy thôi. Chắc chắn là dân thủ như vậy cũng sẽ chiếc phụ thủy. Quan trọng là Nam vẫn sẽ xin cung tê để có thể công vào nhà đối phương. Hay là chuyện cung ma không? Đấy nghĩa vẫn xin tê ra để bắn vào bãi vàng này của game thủ U97 mà thôi. Lạc đà được đứng kề bãi hoàng và tham lại là 28/36. Tiếp tục là cung tê bắn vào và phù đấy con lạc đà đối bạn. Xin thôi, không cướp, xin thôi. Đấy, đối bạn bắt đầu đẩy phù ra rồi. Và tiếp tục có phù thủy ở đây. Đối bạn lại phù đỏ. Hôm nay mình có đỏ không? Con này mình lại đen. Mặt máy của game thủ U98 tham lai của em đang là 26/28. Chơi phù với bài Persian của game thủ 9x0. Chơi phù với 9x0 và có cung R sắp với đó là kèm với đó là sóng đơn rồi. Công phù lên nhà đối bạn để có thể chơi những cái này và công phù lên nhà game thủ U98. Không phù thì con lạc đà nào đối bạn nhỏ thế à trời. 1L, 1A, 1P để chơi. Rồi thì về nghỉ chấm hết. Tham lai là 25 để U98 thì đang bị game thủ chỉ công công được. Đó thì đang là hai là đi bất bản chưa là đi U97 đang đi một là BP vẫn bất bản là thành phố của đảo bằng là 2/32 và xin có là đàn ông vừa mới ra đoạn công phủ ở đây rất vất vả. Dáng không có nhiều phù thủy em cũng chỉ được cái tên này mà lượng vàng của em cũng không có nhiều nữa thì cũng không phù nông dân ăn vàng rồi. Đây là cái này cũng phải là phù thủy bắn chết hàng phù này nào. Phù đi Nam phù đỏ. Bây giờ thì nhà BT của đối thủ U98 đã bị xúc trên. Còn lại vẫn đang là 23/32. Vâng, tham lai đội bạn đang đè trong trận đấu này. Cơ bản ra gọi là cũng có đột biến, nhưng quan trọng là bạn đột biến hơn, bạn cũng lên đời. Ok, nhà Nabi à, ok, đợi tí em ơi. Ok. Rồi,
anh em có thể thấy Facebook gì đó tìm rất là nhiều đã ghi cho mình một phần bình luận của đối thủ của chị ta, các bạn có thể truy cập theo đường link này cho dù cũng nào cũng như online cũng theo dõi fanpage của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chào những cụ nhà đất luôn. Ok, à hết cái bình luận rồi, cái game hơi to thì cho nhỏ lại đi một tí. Rồi, các bạn hãy xem đấy. Đây đây đây, em xin lỗi đây. Rồi, mình thấy trận đang rất khoai dành cho một đôi của bên dưới. Thì mà Egypt các bạn đã thủ được phù và cả Viper cũng thủ được phù nữa. Trong đó thì 98 lại chưa công được. Rất căng. Và tỷ số là 1-0 dành cho cặp đôi của Thái Bình ở trong trận thiếu đầu tiên của series đấu đầu tiên. Chúng ta để thua trận thiếu này rồi. Bài Egypt ăn tới 2 bãi vàng trong trận thiếu này. Hơi khó dành cho 98 và Bùi Việt Nam có thể qua lại được. Nhưng mà 98 cũng bị Percy ăn công phù ngược. Và quan trọng là em chỉ có một nhà BP. Và đốt bỏ nhà BP của em là em ngất luôn rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thiếu thứ hai ở trong series đầu tiên. Thua trận đầu.